Rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một app để trò chuyện rất là thú vị luôn, đó là OnMy. Thì app này đang rất là hot luôn nha mọi người, là mình có thể tự tạo phòng vừa chơi game vừa trò chuyện tán dóc qua app này được luôn nha. Cách tạo phòng đơn giản nhất là mọi người nhấn vào dấu cộng, chọn Public Topic hoặc là đặt lịch mở phòng. Rồi mình chọn cái nội dung mà mình muốn bàn trong cái phòng đó, rồi mình chọn Create là xong. Thì nó cũng giống như Discord mà các streamer thường hay dùng để nói chuyện với nhau á mọi người. Mà biết sao mình tôi nói thú vị không? Tại vì ở trên app này là mọi người có thể vào phòng trò chuyện của người khác để luyên thuyên được luôn nha. Mà nhớ là bốc phét ít thôi, không là người ta xúm lại chửi hội đồng ráng chịu. Rồi vô mà me được anh nào đẹp trai hay là chị nào xinh gái mà vừa ý á, muốn lấy le với người ta thì mình có thể ấn vô hình avatar để tặng quà cho người ta he. Mà cũng coi chừng nha, chúng đứa có bộ rồi nó xúm lại quýnh cho sanh dịch. Rồi ở trong câu lạc bộ Free Fire là mọi người có thể đăng ảnh khoe chiến tích hoặc là tìm bạn chơi game trên đây được luôn nha. Bằng cách là ấn vào dấu cộng dưới góc bên phải Create Topic, bấm vào Post rồi mình chọn ảnh hoặc là mình ghi cáp đấy. Rồi còn ai muốn nói chuyện giao lưu game với Bi thì cứ lên tìm kiếm, thấy cái bản mặt của mình là ấn vô follow liền nha. Rồi thì link tải app mình sẽ để dưới mô tả video và dưới comment cho mọi người. Nhớ tải về trải nghiệm cùng với mình và đánh giá 5 sao cho app nha. Là trời đang thiếu kim cương đúng không? Khỏi phải lo chi vì đã có shop bftv.com. Cầm 20.000 đi chơi với bồ còn sợ bồ chửi bồ chơi, chứ cầm bộ shop mình quay tay là bao phê hơn bồ chứ hả? Với tỷ lệ nô hữu kim cương cực cao cùng với nhiều phần quà đua top nạp thẻ và ưu đãi hấp dẫn lên đến 75.000 kim cương đó nha. Link shop mình luôn để trong phần mô tả cho quý vị nhé. Ủa, lộn. Lộn hướng má ơi bên đây. Ông cua ông làm gì đó Hebi? Làm gì? Gì? Ê, ông cua ông làm gì đó Hebi? Gì? Ê, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Em thấy chú cua với chị Bi. Đâu? Chính là chú cua, bởi vì giọng giọng của chú cua khi mà nói là sẽ khác, mà khi mà nói dối sẽ khác. Hay lắm em, hay lắm, trời ơi. Chú cua chắc chắn luôn. Trời đất ơi, em đi sau chú cua này, em đi sau chú cua. Đâu, đi sau chú cua đâu? Ai đi sau chú cua nói chú nghe kìa. Đâu? Lúc đó còn đang ông cua bay màu chắc luôn. Nè tí xíu nếu mà ông cua mà là kẻ giết người á, vớt cái thằng số 5 nha, thằng đi sau. Nè con đi sau là thấy chú cua rượt chị Bi. Xong nghe là rượt đâu, tính nghe là anh đi chung với chị Bi luôn ấy. Lúc đấy là chị Bi đi rẽ qua bên. Trời ơi, ông đi chung tôi sao ông xiên tôi mọi người ơi. Mang ức quá. Bây giờ phải nghe là tôi. Thứ nhất, bây giờ vote ông cua đi. Nếu mà ông cua mà không phải, tí xíu vote thằng số 3. Trời ơi. Nếu mà ông cua phải, tí xíu vote thằng số 5. Ông nghe chưa? Vote đi, tin tôi, tin tôi, tin tôi đi. Ông từ từ để nói nghe, nếu mà chú tính nghe là nghi số 8 đó nè, tính nghe nãy giờ dắt mũi. Ông lắp bắp rồi, ông lắp bắp rồi. Có ai thấy chú làm nhiệm vụ không? Có ai thấy chú làm nhiệm vụ không? Có đúng không? Không, chú à. Không, anh. Em không thấy anh làm nhiệm vụ, em chỉ thấy anh giết người thôi. Em thấy chú làm nhiệm vụ. Tính nghe mấy đứa này ai cũng nói vậy rồi, tính nghe nghi số 8 đó nè, số 8 với số 5 lắm nè. Hai đứa này nó âm mưu đúng không? Số 10 không biết. Trái mọi người. Giờ xin số 8 thế này, nếu mà dán sao không đúng thì có thể gọi là post số 5 nghe. Tính là người ta post hết trơn rồi, còn mình ổng à. Không không, nè bây giờ mình nói là mọi người nên post ông cua. Tính mình, nói chưa, đâu có sai đéo không. Đi xíu phát ông, xíu phát số 5 nha. Hello. Tôi thề nãy giờ tôi chưa được làm sói, tôi cay cú á mọi người ơi. Nãy giờ chị Bi chưa làm. Tao muốn được làm sói. Mọi người thì ai chết cũng phút. Vậy này chỉ số 6 sói. Đúng đâu. Ủa, sói thiệt này mọi người.
thời tới này. Này mình sẽ tập trung giờ. Làm sói thì mình không thể nào nói nhiều được, mình sẽ đi tập trung để mà mình phá thôi. Chị xoài sao gì? Ủa sao không hề đâu nha, tại sao? Ủa chết ở đâu ạ? Chết ở chỗ gần đấy, gần một cái bức tường máy. Sĩ cho em nói cái, cho em từ từng người một. Alo, từng người một nói. Đây em giơ tay cho em nói cái. Mọi người biết là hồi nãy em đang làm một cái nhiệm vụ, tự nhiên người nào bấm chuông một cái em tưởng đâu em bị giết không à, làm em đứng đi. Ai nghe tốt em từ bây giờ mày phải để cho cái người mà đang bị nghi vấn mà để nói trước chứ mày. Alo, đâu em đâu tim rồi con bé này. Con bé nào vào, con bé nào nói là số 3 ở đâu? Giơ tay lên. 6. Số 4 đúng không? Ừ, từ từ. Cho thấy như đây, thế nào. Tại sao là số 3? Kia. Đây. Cái lúc mà Trường đang làm nhiệm vụ thì số 3 nó đi gần chẳng cái đi vòng vòng luôn. Cái lúc Trường đang ở chỗ thông báo thì Trường là chỉ mới nghi thôi hả? Rồi từ từ, rồi. Em nhìn thấy rõ ràng. Rồi từ từ, rồi số 3 nói số 4 sao số 3? Em nói nãy số 3 nói ai? Là em đi theo chị Xoài bởi vì em chỉ có đi theo để mà làm nhiệm vụ thôi nha. Xong thế là em đi đến chỗ cái gần chỗ cái gọi là gần chỗ cái bấm chuông ấy, bởi vì cái xác nằm ở đấy. Xong thế là thấy chị Xoài đi qua, chị Xoài không bấm, xong chị Xoài thấy em cái chị Xoài quay lại chị Xoài bấm. Nhưng mà chị Xoài bấm không kịp. Vậy là số 3, số 4 là muốn bấm đúng không? Rồi ok vậy bây giờ. Không, nhưng mà số 4 chạy qua xác rồi. Không, chị đứng cách xa cảnh sát. Lúc đó còn ai đó mọi người, alo cho hỏi còn nhân chứng ở đó không? Chứ bây giờ tôi không tin được hai người này luôn mọi người ạ. Em thấy con số 8. Em có lúc đó là em thấy là cái thằng số 3 nó dí theo con tính, số 4 chạy như đúng hồn luôn. Tính ra lúc đó là anh với em cái bên ấy em đang. Rồi lại thằng thắng, lại thằng thắng. Lại thằng thắng. Từ từ cho người khác ý kiến mọi người. Em thấy số 3. Số 3. Đúng rồi. Rồi ok. Giết số 3, số 3 nghi lắm, giết có 2 kill à. Có số 3 không mọi người? Rồi không được thì anh nghi số 10, giết số 4. Thôi. Đó em. Hay quá em ơi. À, mọi người. Tôi thiệt nãy giờ chết ở đâu tôi chưa thấy cái xác luôn nha mọi người. Nãy giờ tôi chưa được thấy cái xác lần nào luôn á. Tại vì em gà nó ăn vậy đó, alo. Come on. À, dám nói tôi gà hả? Ok, bây giờ tôi sẽ là gà và tôi mổ thóc và ông sẽ là thóc cho tôi mổ nè. Ok. Dám nói tôi gà hả? Bây giờ tôi sẽ mổ đầu người yêu luôn. Dám nói tôi gà. Cay nhỉ. Trời ơi, mọi người cứ đi chung như vậy thì làm sao mà xử được. Sao mà cứ đi chung thế? Đi riêng lẻ đi chứ. U là trời. Trời ơi, đi có dính chùm như vậy này. Trời ơi, đi mà cứ đi dính chùm như vậy làm sao mà ấy được trời. Cây cứu tới nhờ. U là trời. Mày mọi người ơi. Đâu? Gì vậy? Số 7. Anh biết số 7. Số 7 hả? Anh biết ai với ai rồi đó. Không. Số 7. Đây đây thấy chú. Chứ tôi hỏi là cái xác ở đâu nữa vậy mọi người? Cái xác ở gần cái chỗ bấm họp báo.
cách bên tay chị Ti, tay bên tay trái đầm tí. Không, mọi người tôi hỏi chơi tôi cũng không biết ở đâu nữa. Tôi không thấy cái xác. Hồi nãy giờ tôi vẫn không thấy cái xác. Tôi vote thêm mọi người không? Nãy giờ tôi vote thêm mọi người không á? Mọi người vote về tôi vote đó. Bây giờ cho số 4 nói nè, số 4 là người bấm chuông nè, rồi nói đi cháu. Cái lúc mà em chạy ra cái chỗ họp báo thì tự nhiên thấy xác đường số 7 chạy lại cái phía em. Không, cái đó là tôi mới chạy ngang thôi, tôi chỉ mới chạy ngang, tôi thấy cái xác rồi chạy đi chứ không. Tôi thấy bà giết xong bà chạy đi. Rồi số 7, số 7 rồi số 5 ở cái bên luôn. Từ từ. Nhưng mà số 5 là đứng lại đứng đi. Số 5 em đang dọn đi. Nhưng mà em đi với số 4. Em đi chung với số 4. Mọi người tẻ nhau ra đi, thử đi. Không, mà giờ số 7 là trong tầm ngắm nè. Alo, cho em nói được chưa? Rồi nói đi em. À đây, để em nói. Tôi thiệt luôn, mình đi chung với mọi người. Vậy mà con sói nó không dám làm gì luôn á. Là mình dễ thắng lắm luôn. Không, nè, cho em nói cái là đầu tiên á, là cho em nói là ai có nhu cầu mua giấy tàu phòng thì nhắn tin với em nha. Mày đừng có xàm ngôn nha, alo. Mày đừng có xàm ngôn nha. Nè, cái điều thứ hai, hồi nãy á, là em thấy thằng số 5 nó dí theo em như đúng rồi luôn. Rồi xong nó qua. Không phải vấn đề dí mà là vấn đề là nhưng mà vấn đề là ai giết hồi nãy kìa, ai là người bấm nút, ai nhìn thấy. Em với số 4 là có, lại đây từ một lo nói thôi. Bây giờ là tức là số 4, số 5 thấy số 7 chạy ngang quan sát đúng chưa? Đúng rồi. Đấy là giờ bot ai. Anh nghĩ là số 4, là anh nghĩ số người là 4 nè, số người lộn, số 4 là người má, số người là 4. Thôi bây giờ bot nè, alo còn 10 giây, alo số 7 đi. Sorry cháu, mời Imi ơi, chúc cháu ra đi thanh thản nghe, chú nghĩ chắc chắn là cháu rồi, tại vì chú thấy em số 5, em có số 5, em nói thẳng đi luôn. Gì sao trên đó thừa không vậy mọi người? Rồi. Đó, mọi người cứ đổ thừa thôi. Mọi người cứ đổ thừa thôi. Dùng IQ mọi người đừng có đổ thừa nữa. Trời. Rồi số 5 rồi. Rồi. Vậy số 5 à. Sao rối vậy? Chí không, nhưng mà tôi phải giết người yêu tôi. Nãy ông em đòi mổ tôi, bây giờ tôi phải tìm cách để mà tôi gại, tôi giết người yêu tôi mới được. Cái này là cái gì ta? Tầm nhìn cái trò hưu bị giảm. Mọi người cứ đứng ở đây thôi là không có làm ăn được gì luôn á. Năm ơi. Không, con chắc chắn. Nếu mà con nó điêu là con cho chó. Con nó tiền. Chó lỡ. Con nó chó. Chó này 4 chữ. Là boss số 5 hả? Không, mọi người phải thấy. Thấy, cho em nói gái. Em đừng có thề thốt làm chó gì ở đây. Hầu hổng có một thằng ai. Nè đây, để anh nói em. Để anh nói em. Hầu hổng có một thằng idol nói em mà hack con game này ra đường xe quán mà chưa bị kìa. Em làm chó là không có nghĩ lý gì đâu. Em chắc chắn là số 8. Em chắc chắn là số 8. Em yeah. Số 5 là số 5. Nãy giờ em nói thiệt, kiểu hai đứa đổ thừa nhau anh. Đây. Nó không dùng cái não nó suy nghĩ nó đổ thừa nhau thôi. Thấy cho em nói đấy. Bây giờ em khẳng định em không phải là sói. Nếu em là sói em tặng cho mỗi người 100 vé tàu phòng mỗi người luôn. Cái gì? 100 vé. Thôi em nghĩ luôn, em nín luôn. Nín. Em nói luôn rồi, hiểu rồi. Mày biết gì không? Mày chùm dắt mũi tao luôn á. Tao còn ghi mày dữ lắm nghe chưa? Nha. Thôi, no. Keep silent please. Sói em luôn tiếng Anh gì được nó, gì được nó tiếng Anh thì nó. Thôi, tập trung vô vấn đề nè, boss ai? Em là sói nè, em sói em. Tôi nói thiệt là tôi theo ý mọi người chứ tôi không biết boss ai hết trơn. Nè, bây giờ nha, em anh bây nghĩ giờ em anh em nghĩ là tên boss số 5 trước. Nếu mà số 5 không đúng thì boss số 5. Kiểu biết gì không? Bây giờ mình cứ đi chung nên thành ra mình cứ đi chung chung diễn sói không biết làm gì hết trơn á. Nên tôi cũng không biết ai hết trơn á, không nhìn ra ai luôn á. Tôi nãy giờ tôi không làm gì, tôi ngồi tôi coi. Tôi ngó là đồng tình. Mà anh nghi thứ nhất là số 5. Những nghề nghi số 5. Số 1 hay số 8 chắn luôn, nãy phải đổ thừa em một hồi.
không biết ai luôn. Rồi số 5 em ơi, tin anh lần này đi. Tính anh à? Tính mình. Rồi nha, vậy bây giờ nếu như em ơi, giờ em số 5 em chịu đi. Nếu như bây giờ không phải em thì tôi chịu bắt số 1. Ok chưa? Rồi ok, quất đi. Rồi, quất. Okay. Vô. Giờ chứ phải chịu một người hy sinh thôi chứ giờ ngồi không biết ai hết chứ. Anh này nghi nghi số 4 của ta. Nãy giờ số 4 của dắt mũi mình không ta? Nghi số 4. Đúng rồi, em cũng nghi số 4 nữa. Rồi. Rồi. Ông cua. Số 4. Số 4, chắc là số 4 luôn, anh không phải là cái kia, nếu mà đi là anh giết em nhiều lần lắm rồi. Thôi anh ơi, thôi, nãy anh giết em rồi, ơi. Trận này coi như tôi win dễ dàng à mọi người ơi, bây giờ là mọi tội lỗi đều đổ lên đầu con số 4. Tôi thì vẫn nãy giờ tôi vẫn cứ diễn mà không ai biết tôi hết. Úi dồi, game dễ quá. Ôi, giờ không cần làm gì cũng thắng rồi mọi người tin không? Bây giờ tôi không làm gì hết trơn á. Rồi, giờ ngồi chờ thôi. Rồi. Bây giờ chắc chắn là ông người yêu tôi với cả con số 8 là sẽ boss số 4. Rồi số 4 chắc chắc rồi. Rồi bây giờ là chỉ còn hai người đúng không? Thì tôi chỉ cần phập một người tôi thắng. Ôi dồi, game này dễ. Rồi, bấm. Chuyển giọng, chuyển giọng. Số 4 là em. Anh nói thật là sao bây giờ tôi nghi ngờ một số 4 với số 8 quá nè. Ờ, lại nghi ngờ số này lắm không ý? Không có số 4 đâu, tôi không. Bây giờ mọi người đưa ra một cái gì đó biện minh cho bản thân mình đi. Chứ đừng có có số này tin em nữa, tao mệt lắm. Không mà, anh nói thật anh cũng nghi ngờ. Chị nhớ đi, hồi nãy giờ số 4 nó chỉ hai người đều không phải là xấu. Đúng chưa? Hợp lý. Cộng 1. Tên nó thèm với nó. Thôi thử em. Khoan, từ từ, để số 4 nói, mày nói số 4 nói nữa chứ. Đâu số 4 nói coi. Em là người em. Sao nó nói một cái câu nó đơn giản, em là người. Em ơi, không có ăn trộm nào nói chưa trước mặt tao nói. Anh ơi, em ăn trộm nè, bắt tao đi á. Anh ơi, ý anh sao anh? Thôi anh nghĩ là số 4 anh, tại vì lúc đầu số 4 tính dắt mũi này đó. Kiểu về sẽ là một cái vỏ bọc. Chú đi theo cháu thì chú rồi biết chứ. Xây, bây giờ nha. Alo, cho anh nói đấy. Anh thiệt, anh nghĩ số 4 lắm, chắc chắn là số 4 luôn. Điều này là thiệt. Nè, xây, bây giờ số 4 nói là, bây giờ nếu mà bây giờ số 4 cho post là số 4 post ai? Ừ, đúng rồi, mà cho post cho post. Phương Nhung. Thế luôn. Hả? Post ai chứ? Post số 8, lựa không bù post ai. Okay. Anh ơi, hai đứa đổ thừa qua lại, tao mệt quá. Anh nghĩ là số 4 nè, bây giờ nó hợp post số 4 mà số 4 không phải là post số 8, ok chưa? Ok, post số 4. Không em ơi, đây là lần post cuối cùng em. Bây giờ là post cuối cùng á, bây giờ nếu như có sai một cái là vô nó phập một cái nó thắng luôn rồi em. Đúng rồi. Em đừng dắt mũi em đừng dắt mũi em, chị bắt đầu chị nghi là em rồi đó, alo. Chị bắt đầu chị nghi là em rồi đó. Số 8. Chị tin em. Sao anh chọn thế nào chứ em nghi số 8 rồi đó. Số 4 em nó thiệt. Chẳng ra 8, 2, 4. Số 4 em. Số 8. Số 4 đúng không? Đây. Đúng rồi, mày đi ăn sáng. Hồi nãy giờ chị thấy nó dắt. Rồi ok. Đó. Trời, né ra. Em thề. Né số 8 ra anh ơi, né số 8 ra. Đúng. Em thề ông cua không phải em là con thơ. Ông người yêu chết với tôi. Rồi ông người yêu rồi. Mẹ. Em giết con cô đây, tên em. Không được rồi, anh lại nghĩ số tháo đây mà. What the hell? Tự nhiên lại nghĩ em. Ủa, ông cua, thắng rồi, ông cua. Giết ông. Tên em. Trời ơi, chính ra hai người làm nhanh lắm rồi, anh nói thật là thua rồi đó. Anh nói thật là anh là người luôn ấy, chứ không phải là sói. Không anh, tại sao anh là tự nhiên khúc cuối anh bẻ lái qua em vậy? Không, tại vì anh rất là nghi. Tại vì lúc đầu anh cũng thấy chim cánh cụt cũng làm nhiệm vụ nè. Còn em mới là người nhanh ấy. Em cũng làm nhiệm vụ mà. Vậy chưa, vậy nếu mà vậy thì anh nghĩ là số 8 mà còn em làm rồi. Thì anh nói thật là anh không phải là người này, bỏ phiếu cho nó. Bà bí gì dạ? Ủa
Ủa gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy? Ủa? Đã chết rồi. Ủa? Ủa thắng rồi hả? Ủa gì vậy? Ủa? Ủa vậy thắng rồi hả ta? Ủa vậy thắng hả? Ủa? Ui, ôi, hồi nãy nhá, anh nói em là con gà, em định dí anh, em mổ anh đầu anh rồi. Mà anh chạy nhanh quá đi, khúc cuối anh giọt cái chân anh chạy lẹ quá. Không, mà thiệt anh nghi là hay lắm rồi. Anh, hay lắm anh chạy lẹ anh lắm. Em định xiên anh rồi, em định xiên anh, em không xiên thằng thắng nó đứng đó, em không xiên nhưng em kiếm anh rồi. Nhưng mà anh chạy lẹ quá.